Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái vào chiều ngày 22 tháng 4 khiến 7 công nhân tử vong. Nguyên nhân được xác định là đang thực hiện thay tấm lót bên trong thùng quay nghiền bi đá của tổ máy số 3 thì bất ngờ thùng quay hoạt động. Theo một chuyên gia máy sản xuất vật liệu xây dựng, khi máy nghiền bi hoạt động và sinh ra lực ly tâm để những viên bi thép lên tới độ cao nhất định rồi rơi xuống, đập mạnh để nghiền vỡ vật liệu trong khoang nghiền. Kết quả của quá trình nghiền là tất cả các vật liệu cần nghiền như quặng, sỏi, đá, kim loại rắn đều thành bột. Sau đó, vật liệu được đưa ra ngoài bằng hệ thống cyclone để tiếp tục quá trình nghiền của máy nghiền bi và trải qua các bước trong dây chuyền nghiền quặng. Trong vụ tai nạn xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái, theo vị chuyên gia, nếu đúng 7 công nhân đang trong khoang nghiền và thùng quay bất ngờ hoạt động với tốc độ quay 36-38 vòng trên 1 phút, cộng với lực tác động của hàng nghìn viên bi thép kích thước lớn nhỏ trong khoang, thì khả năng sống sót là rất thấp. Theo thông tin báo chí trích dẫn từ một công nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, bộ phận vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy số 3 và bộ phận điều khiển hệ thống điện của tổ máy không cùng một bộ phận. Do đó, khi xảy ra sự cố, công nhân bị thương đã cố gắng chạy đi tìm nguồn điện để tắt, nhưng không biết tắt nguồn điện từ bảng điều khiển nào mà cứ thấy cầu dao, công tắc điện là dập tắt. Chuyên gia cho rằng điều này thực sự nguy hiểm, bởi chỉ cần sơ suất không khớp lệnh trong công tác hiệp đồng giữa hai bộ phận điện và vận hành, sửa chữa hệ thống máy nghiền bi đá, thì nguy cơ mất an toàn lao động là rất cao. Máy nghiền bi được sử dụng rộng rãi trong các ngành như nghiền quặng sắt, vật liệu xây dựng, sắt thép, công nghiệp hóa chất. Cấu tạo máy nghiền bi được dùng để nghiền thô, nghiền mịn và nghiền rất mịn các loại nguyên vật liệu với hai phương thức nghiền kiểu khô và kiểu ướt. Nỗi đau xé lòng của người thân những công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái vào sáng tĩnh mịch của ngày 23 tháng 4, trong khi đám tang được tổ chức, sự đau thương và tiếng khóc của người thân vang vọng khắp không gian ở xã Xuân Lai, huyện Yên Bình, nơi hai nạn nhân NVT, tên viết tắt sinh năm 1985, và NVT, tên viết tắt sinh năm 1991, cùng các nạn nhân khác đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái. Sự mất mát này đã để lại một khoảng trống to lớn trong lòng người thân và cộng đồng nơi đây. Trong nỗi buồn thắt lòng, ông Nông Văn Toàn, 43 tuổi, chú ruột của Thờ và T, không kìm được nước mắt khi nhắc lại. Thờ và T là hai anh em ruột, là trụ cột chính của gia đình. Thờ đã có vợ và hai con nhỏ, còn T vẫn còn độc thân, sống cùng bố mẹ. Cả hai đã làm việc ở nhà máy này được khoảng 8 năm. Tin tức về cái chết của họ khiến chúng tôi cảm thấy như không còn gì để mất. Lòng đau đớn vô hạn. Gần đó, gia đình của nạn nhân MTH, tên viết tắt, cũng đang trong tang tóc. Ông Mai Văn Châu, 57 tuổi, chú ruột của H, chia sẻ với nét mặt đượm buồn. Khi nghe tin H tử vong, tôi gần như không tin nổi. Chân tay tôi run rẩy, lòng như bóp nghẹt. H vẫn chưa lập gia đình và đang sống cùng mẹ. Khi mẹ H nghe tin, bà đã không thể kìm nén nỗi nỗi đau, ngã quỵ ngay tại chỗ. Nỗi đau của các gia đình này là biểu tượng cho sự mất mát to lớn mà cả cộng đồng đang phải chịu đựng. Mỗi câu chuyện lại như một nhát cắt vào trái tim của những người ở lại. Nỗ lực cứu người bất thành trong vụ tai nạn lao động 10 người thương vong ở Yên Bái. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, trong lúc bảo dưỡng định kỳ tại nhà máy xi măng Yên Bái, một sự cố đáng tiếc đã xảy ra với máy nghiền số 3. Tại thời điểm này, anh Nông Văn Tuân, 29 tuổi, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, cùng 9 đồng nghiệp của mình đang thực hiện công việc thay thế các tấm lát bị mòn trong máy. Một công việc đã trở nên quen thuộc và thường xuyên diễn ra mỗi 5 đến 7 tháng một lần. Tuy nhiên, không ngờ rằng tai nạn kinh hoàng sắp ập đến. Trong khi anh Tuân và hai đồng nghiệp đang làm việc bên ngoài máy, thì 7 người khác đã chui vào khoang máy dài 7 mét, cao 5 mét để thực hiện việc thay tấm. Mọi thứ dường như đã được chuẩn bị kỹ lưỡng với việc ngắt nguồn điện được xác nhận qua bộ đàm trước khi công việc bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ khoảng 25 phút sau khi công việc bắt đầu, một bi kịch đã xảy ra. Máy nghiền đột ngột hoạt động trở lại mà không rõ nguyên nhân, khiến anh Tuân và hai đồng nghiệp khác từ trên nóc máy ngã xuống đất. Anh Tuân bị trẹo chân nhưng vẫn có sức lực để gượng dậy, nhảy về phía phòng điều khiển cách đó khoảng 20 mét trong một nỗ lực tuyệt vọng để ngắt điện cứu đồng nghiệp. Dù sự nỗ lực của anh Tuân diễn ra quá nhanh, chỉ chưa đầy nửa phút sau khi tai nạn bắt đầu, máy đã ngừng hoạt động. Nhưng đáng tiếc là 7 công nhân trong khoang máy đã không thể sống sót. Sự việc diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng, ngay cả khi anh Tuân và các đồng nghiệp khác đã làm mọi thứ có thể. Trong bệnh viện, nằm trên giường bệnh, anh Tuân vẫn chưa hết bàng hoàng trước sự kiện kinh hoàng này và tự hỏi lý do vì sao máy lại tự khởi động.
Anh Phan Ngọc Long, đồng nghiệp của anh Tuân cũng bị thương nặng, chia sẻ rằng anh chỉ muốn quên đi ngày hôm đó. Trước sự việc trên, Cục An toàn Lao động và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã vào cuộc để điều tra nguyên nhân và đảm bảo an toàn hơn cho những công nhân lao động. Bệnh viện thông tin sức khỏe 3 công nhân bị thương, vụ tai nạn ở nhà máy xi măng Yên Bái. Chiều 22 tháng 4, một vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái, khiến 10 người thương vong, trong đó có 7 người tử vong và 3 công nhân khác bị thương. Hiện 3 công nhân bị thương đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các nạn nhân trong vụ tai nạn ở nhà máy xi măng Yên Bái khi nhập viện trong tình trạng chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Đến thăm các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, ông Đỗ Đức Duy yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái huy động tối đa phương tiện, nhân lực để chăm sóc tốt nhất cho các bệnh nhân để họ có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất. Bí thư tỉnh ủy Yên Bái cũng giao cho các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công ty xi măng Yên Bái chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng, đồng thời thực hiện nghiêm quy trình và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 18 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 triệu đồng. Công ty xi măng Yên Bái cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng, nạn nhân bị thương 50 triệu đồng. Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, tại nhà máy xi măng Yên Bái thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái ở thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng, khiến 7 công nhân tử vong, 3 công nhân bị thương. Nguyên nhân ban đầu được xác định là quá trình bảo dưỡng sửa chữa lò quay nghiền đá tại tổ máy số 3, nhà máy xi măng Yên Bái đã để xảy ra sai sót khi vận hành hệ thống điện, khiến lò bất ngờ quay, dẫn đến 7 công nhân đang làm việc trong lò bị tử nạn. 3 công nhân đang làm việc bên ngoài bị thương. Thủ tướng chỉ đạo khẩn xử lý vụ tai nạn làm 10 người thương vong tại Yên Bái. Nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn lao động tại nhà máy xi măng Yên Bái làm 10 người thương vong là do sự cố động cơ điện của máy nghiền. Thông tin về vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại nhà máy xi măng Yên Bái, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phát đi cuối chiều ngày 22 tháng 4. Theo đó, khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22 tháng 4, tại máy nghiền số 3 của nhà máy xi măng Yên Bái đã để xảy ra sai sót trong quá trình vận hành động cơ điện, tổ máy nghiền đá, dẫn đến tai nạn làm 7 công nhân tử vong, 3 người bị thương. Ngay trong tối 22 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có công điện về vụ tai nạn lao động nói trên, trong đó ông gửi lời hỏi thăm ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn. Ông cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái khẩn trương tổ chức thăm hỏi chu đáo, kịp thời, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và làm các thủ tục liên quan đến nạn nhân tử vong, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các nạn nhân bị thương. Song song đó, các lực lượng chức năng cần khẩn trương làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất, khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, làm rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân có liên quan, xử lý nghiêm vi phạm theo quy định nếu có. Thủ tướng cũng yêu cầu Yên Bái tăng cường thanh tra kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về an toàn lao động trong các hoạt động sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn, tuyệt đối không để xảy ra các trường hợp tương tự. Bộ Công an được giao chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định nếu có. Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, kịp thời khắc phục những tồn tại hạn chế, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người lao động. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.